À thế ạ, à, vâng ạ. Đây kia là chị, vâng ạ. Tình trạng nói nào chị? Tức là cục bật lên là nó có báo lỗi gì không chị nhỉ? Đèn xanh nháy à? Bật lâu không thì nó nháy ạ? Bật lên là nháy luôn ạ. À, nó đóng lại. Dạ vâng. Thì cái anh đấy bảo là hỏng mạch cũng nóng à chị? Hỏng bao nóng. À, vâng. Được rồi ạ. Thế ạ. Vâng, cái của chị á, cái thứ nhất là nó báo lỗi như vậy là chắc chắn hỏng mạch, hỏng mạch điện tử rồi. Còn hỏng cái nào thì thực tế thì kiểm tra thì em sẽ chỉ ra bệnh cho chị. Thì chiều thế à? Tại vì là em chiều nay là tí nữa khoảng 5:30 6 giờ là em sẽ ở chỗ Hoa Lâm, xong ở chỗ Hoa Lâm, à lên chỗ gần chỗ Hoa Lâm thì có thể là tầm 7 giờ. Tối có được không chị? Hơi muộn tí là được không? À, tại vì là à thế ạ. À? À vâng. Thì tiện tí nữa em xử lý chỗ Hoa Lâm xong thì em lên. Vâng vâng. Vâng vâng, thưa chị cho em cái số trong nhà máy ạ. Nhưng mà đi ra vào có dễ không ạ? À? Khá là đơn giản luôn. Thì nó sẽ được điều khiển, cái quạt nó sẽ được điều khiển bởi con chi ắc TR1 này. Đó. Và cái cất con photo quang này này, con opto quang IC6 này này. PC817 này. Đấy, nó sẽ nhận lệnh điều khiển từ vi xử lý. Và nó điều khiển cho cái chân G này á, cấp điện áp cho cái chân G này, đóng điện áp cho chân G này để dẫn mở theo mức điện áp, theo mức điện áp nhá. Đấy, nó đưa điện áp nhẹ vào đây yếu thì cái con chi ắc này nó dẫn yếu thì quạt quay yếu và nó đưa điện áp mạnh vào, điện áp cao vào thì con chi ắc nó dẫn mạnh thì quạt nó sẽ quay mạnh, quạt nó sẽ quay mạnh hơn. Đấy thì hôm nay sẽ chia sẻ hướng dẫn anh em đo đạc và kiểm tra. Đấy thì mình chỉ xoay quanh cái khối quạt này thôi các bạn này, gồm có 3 linh kiện và có 3 cái linh kiện chính là mình, 4 cái linh kiện chính là mình quan tâm. Cái thứ nhất là con chi ắc TR1 này có thể là bị đứt. Thứ hai là con IC6 này, ô tô quang này có thể là bị chập hoặc bị giò hoặc bị đứt. Thứ ba là cái con Z1 này. Đấy. Thứ năm là hai con điện trở R51 và R50 này, R50 và R51 này. Đấy. Thì hai con R50 và 51 này ấy. Và con D22 nữa. Con R50 và 51 này ấy, nó sẽ hạ áp để đưa vào chân 3 của photo quang. Đưa vào chân 3 của cái opto quang này. Đấy. Thì tí nữa mình sẽ vẽ qua cái mạch của nó. Thì bây giờ mình tiến hành đo này. Đây thì
mình sẽ đo cái chân đây có hai tụ âm dương đây thì mình cứ thế mình đo thôi. Sẽ đo sau cái con diốt này xem có điện 200 không. Có điện 200 thì con diốt này còn tốt. Có các bạn nhé. Diốt này. Tiếp đến là hai con trở phân áp này. Trở hạn dòng này. Con trở thứ nhất là vẫn có điện áp này. Tiếp đến là đo vào chân 3 của con chân tụ này, con tụ lọc này này. Đo ở đây là không có điện áp. Các bạn ạ. Đo ở trên cái tụ lọc này này là không có một chút điện áp nào cả. Đấy, đấy thì hiện tại là mình đo ở đây là không có điện áp. Đấy, thì có thể là con hai con cầu chì này, một trong hai con này sẽ đứt. Đấy thì bây giờ đi kiểm tra cái con hai con này. Rút ra. Mình sẽ rút cái con R50 này, khả năng con R50 này đứt ra. Vì một trong hai con này đứt là sẽ không có điện áp về công việc nó nhiều quá, tranh thủ làm nhanh để chia sẻ cái video cho anh em còn đi kiếm ăn. Thế thì ở trên Funiki này, trên Media, dạng mạch kiểu này nhá, dạng mạch kiểu này và hai con trở, hai con điện trở này á, cũng giúp anh em chúng ta là kiếm ăn dài dài đó. Bây giờ là full mini army rất là nhiều. Đấy. Rất đơn giản anh em chỉ cần xem video là làm một lần là làm được thôi. Không phải hoang mang gì cả, những bệnh này nó khá đơn giản. Đó đã nhất tình cho anh em nay mai có cơ sở để so sánh. Đây bây giờ đo lại cái điện áp chỗ lúc nãy này. Bắt đầu đo cái điện áp là hết con trở R, sau con trở R50 đeo vào chân số 3 của phô tô quang đấy. À, các bạn thấy là có điện áp rồi đây. Tức là 12V anh em nhá. Con DZ đấy nó ghim cho ở đây là 12V. Đó. Mình sẽ nhận một cuộc điện thoại. Ừ, alo. À thế ạ, vâng ạ. Đây kia là chị, vâng ạ. Tình trạng nói nào chị? Tức là cục bật lên là nó có báo lỗi gì không chị nhỉ? Đèn xanh nháy à? Bật lâu không thì nó nháy ạ? Bật lên là nháy luôn ạ. À, nó đóng lại. Dạ vâng. Thì cái anh đấy bảo là hỏng mạch cũng nóng à chị? Hỏng bao nóng. À, được rồi ạ. Thế ạ. Vâng, cái của chị á, cái thứ nhất là nó báo lỗi như vậy là chắc chắn học hỏng hỏng mạch điện tử rồi. Còn hỏng cái nào thì thực tế thì kiểm tra thì em sẽ chỉ ra bệnh cho chị. Thì chiều thế à? Tại vì là em chiều nay là tí nữa khoảng 5:30 6 giờ là em sẽ ở chỗ Hoa Lâm, xong ở chỗ Hoa Lâm lên chỗ gần chỗ Hoa Lâm thì có thể là tầm 7 giờ. Tối có được không chị? Tối một tí là được không? À, tại vì là à thế ạ. À vâng. Thì tiện tí nữa em xử lý chỗ Hoa Lâm xong thì em lên. Vâng vâng. Vâng vâng. Thế chị cho em cái số trong nhà máy ạ. Nhưng mà đi ra vào có dễ không ạ? Ok rồi các bạn.
Như vậy đấy, cái bóng đèn sáng được thì là cái quạt sẽ chạy. Thì cái quạt 220 này nó chỉ cái pan này nó chỉ dừng lại ở con điện trở R50 các bạn nhá. Đây, mạch của mình thì nó tùm lum tùm la ra. Nhưng mà đúng nhá, vẽ này là đúng đấy. Vẽ này là đúng đấy. Đây, nó đứt con điện trở này này. Hai con này nó sẽ chịu dòng lớn thì nó sẽ đứt. Đấy. Đấy nó ngắt là vì không có cái quạt. Mình không dùng quạt, không có phản hồi là bảo E3. Như vậy là cái mạch của mình sửa đã xong và đã chia sẻ được lên cho các bạn. Mình rất vui là khi các bạn đã yêu quý và theo dõi những cái video của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, thì chúc các bạn thành công. Thì ở cái video sau thì mình có cái pan nào hay thì mình sẽ tiếp tục. Video sau có pan Daikin các bạn nhé. Sau có pan Daikin, bây giờ đi lắp cái mạch này xong là kiểm tra luôn. Ok.